Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube HKB Channel. Ngày hôm nay mình lại tiếp tục có một dịp để làm tiếp một cái video nữa. Thì như hôm trước mình đã làm cái video hướng dẫn các bạn về cái cách để chúng ta có thể gom hai cái mạng máy tính lại với nhau để cho tăng gấp đôi cái băng thông của máy lên. Tuy nhiên, khi chúng ta read như vậy thì nó sẽ phát sinh ra một cái lỗi, đó là khi chúng ta viết như vậy thì sẽ phát sinh ra một cái lỗi, đó là cái tốc độ mà uptrend ha, tốc độ up dữ liệu lên nó sẽ khá là thấp. Này ví dụ như này. Ha, bình thường thì khi các bạn test speed test thì cái tốc độ down và up của chúng ta nó là gần như bằng nhau. À, gần như bằng nhau đối với những đường truyền cáp quang. Đó, thì tốc độ down, up và down của chúng ta gần như bằng nhau ha. Như ở đây hiện tại của mình là gì? Đang down và up lên đến khoảng chừng là 90 mê ha. Down và up gần bằng nhau. Mình thử sang server ở nước ngoài. Thì mình ping sang một cái server ở nước ngoài đối với như là Chicago ha. Đây là cái dàn Mỹ ha, IP quốc tế đấy, đi quốc tế thì cũng đạt được cái băng thông down và up là gần gần như nhau luôn, tầm khoảng đâu đó khoảng chừng hơn 80 mê. À, thậm chí up còn lên đến khoảng chừng 90 mê. Đó, đó là bình thường ha. Thì bình thường nếu như các bạn read hai cặp mạng lại với nhau mà băng thông của nó đạt được cái như thế này thì là ổn rồi ha. Có một số trường hợp khi chúng ta read xong hai cặp mạng thì cái tốc độ đường truyền của chúng ta về băng thông download thì vẫn đạt được giống như bình thường, nhưng cái băng thông upload lên trên rất là thấp, nó chỉ đạt đâu đó khoảng chừng là gì, chưa tới 1 mê hoặc có thể là gì được vài 3 mê thôi. Thì cái lỗi ở đây là do cái quá trình chúng ta read các mạng nó bị chặn ha. Như vậy thì để chúng ta có thể giải quyết được cái vấn đề đó là bị bóp cái băng thông khi mà các bạn test ha, cái vấn đề là bị bóp băng thông khi test ở trên speed test, có nghĩa là cái băng thông upload lên á mà nó bị hạn chế, thì các bạn sẽ làm như sau. Đầu tiên là chúng ta quay trở lại với cái phần quản lý về cạc mạng bằng cách là chúng ta nhấn chuột phải vào cái biểu tượng open, cái biểu tượng icon network, và sau đó các bạn chọn open Network Internet Setting. Các bạn đi vào trong cái mục là Internet và tìm đến mục là Adapter Chain Adapter Option. Rồi các bạn tìm đến cái cạc mạng là cạc mạng read. Hoặc các bạn có thể chọn vào từng cái cạc mạng là mà chúng ta hôm trước đã read đó. Thì ở đây mình chọn vào cái cạc mạng read. Rồi các bạn chọn Property. Các bạn sẽ thấy ở phía trên cái mục adapter có nghĩa là gì, cái thiết bị của chúng ta đó, thì ở đây có một cái cạc mạng, những cái cạc mạng mà chúng ta hôm trước đã read gồm có là cạc thứ nhất và cạc thứ hai. Mình có đặt tên là cạc Ethernet P và Ethernet Data. Thì chúng ta chọn vào cái cạc mạng mà chúng ta muốn chỉnh sửa. Các bạn chọn Config. Đây, chúng ta kéo sang cái mục Advanced. Các bạn tìm cho mình cái mục là giới hạn ha, cái này tạm dịch ra nó gọi là giới hạn cái băng thông upload ở trên cái IPv4. Ở đây cụ thể nó là laser send upload ha, có nghĩa là cái giới hạn. Thì ở phía bên tay phải phần value mặc định của nó sẽ là enable. Mặc định của nó là enable. Đây mình để lên enable cho các bạn thấy này.
Rồi, mình thử lại này. À, mình để enable lên. Rồi, bây giờ mình check thử này. Ở phần speed test. Mình bình thử. Rồi, các bạn thấy không ạ? À, khi mà mình để ở cái chế độ đó thì cái tốc độ download chúng ta vẫn đạt giống như băng thông của nhà mạng bình thường. Tuy nhiên cái tốc độ upload của chúng ta khá là thấp ha. Tốc độ upload khá là thấp mà ở đây là gì? Mình đang ping ở gì? Ở cái server Hồ Chí Minh thôi. À, bây giờ mình thử nè, chuyển sang cái chế độ là gì? Tắt cái chế độ giới hạn nó đi. À, vẫn vào bridge này. À, vào property. Rồi, chọn cạc mạng. Rồi, tìm xuống cái mục là giới hạn băng thông. Mình chọn là disable. À, ok. Cái cạc mạng thứ hai. Rồi, config. Rồi, mình chọn là disable luôn. Đây, bây giờ chúng ta quay trở lại là gì? Kiểm tra tốc độ băng thông. À, xem là nó như thế nào. Đó, à thì sau khi chúng ta gì chúng ta disable có nghĩa là tắt cái chế độ giới hạn tốc độ upload lên trên mạng đi thì hệ thống của chúng ta cho phép upload lên là gì full à, bằng với lại cái băng thông của nhà mạng cho phép à, như vậy thì giải quyết được cái bài toán đó là gì là hạn chế về tốc độ à, upload của cạc mạng khi chúng ta bridge cạc mạng à, ở trong cái video trước à. Rồi, như vậy là mình đã hướng dẫn các bạn xong cái việc chúng ta khắc phục cái lỗi hạn chế tốc độ upload khi chúng ta read hai cạc mạng lại với nhau. Hoặc có thể là gì các bạn read, nếu trường hợp các bạn read nhiều cạc mạng thì chúng ta trên tất cả các cạc mạng read chúng ta đều chỉnh lại cái băng thông này để chúng ta có được cái băng thông tối đa. Nếu các bạn xem video mà cảm thấy có ích thì vui lòng hãy like và share cái video này cho nhiều người biết hơn để những người khác cũng có thể nhận được những giá trị như của bạn. Đừng quên đăng ký kênh để có thể cập nhật được những video mới một cách sớm nhất.